Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một món nước ép rau má sử dụng máy ép Promix và máy ép Uwing. Thì đây là một trong những cái món đồ uống mà rất nhiều anh chị hỏi mình là sử dụng cái máy ép nào thì ép rau má nó kiệt đấy, nó ra được nhiều nước đấy. Thì một trong hai cái máy ép này thì mình sẽ sử dụng là ép rau má để cho mọi người thấy là cái thành phẩm kết quả cuối cùng của nó khác biệt nhau như nào. Thì đối với cái máy ép Promix thì mọi người thấy là thiết kế nó khá là nhỏ gọn đúng không ạ? Trục ép của nó là trục ép ngang. Còn bên tay phải mình đây là máy ép Uwing, là thiết kế to hơn, họng to, trục ép là trục ép đứng. Thì về hai cái máy ép này thì nó đang rất là phổ thông trên thị trường, hầu như cái quán nào cũng đang sử dụng để sử dụng cho cái món nước ép kinh doanh. Thì đối với cái máy ép mà máy ép chậm ấy thì lợi thế của nó là nó thường là kiệt nước đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ sử dụng là 300g rau má cho cả hai máy. Đấy, trọng lượng là như nhau. Thì mình sẽ ép xem là về cái chất lượng rau má ấy, thì cái máy nào ép sẽ tối ưu hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành ép này. Để ép rau má được thì mọi người nên cắt rau má nó nhỏ ra một chút, bởi vì rau má thường nó là dạng dây dài mà. Ok, vậy là mình đã ép xong cả hai máy. Bây giờ mình sẽ xem cái lượng nước sau khi ép thì được khoảng bao nhiêu ml. Đối với máy ép Promix thì mình thấy là lượng nước ép của 300g rau má thì được khoảng là 220ml nước ép. Còn đối với máy Uwing thì sẽ là khoảng 200, mọi người thấy không ạ? Sẽ khoảng 200. Đây cho mọi người nhìn đây ạ. Đấy, mọi người nhìn rất là chi tiết. Có vạch định lượng đây ạ. Rồi, tiếp theo là mình sẽ xem là cái chất lượng của cái bã, phần bã khi đẩy ra thì nó sẽ như nào. Đây là phần bã của máy Promix nhà mọi người thấy không ạ? Nó quấn rất kiệt và thành một cái dây dài như này. Mọi người thấy không? Đấy, cuốn rất kiệt. Bóp thử này. Wow, hầu như là khô luôn mọi người ạ. Nó đạt đến mức mà gọi là sơ luôn này. Sơ khô này, không có một chút nước nào luôn đấy. Mọi người thấy không ạ? Tuyệt vời. Rồi, mình chuyển sang máy ép Uwing. Đây, phần bã máy ép Uwing này. Uwing thì nó sẽ không thành được một cái sợi dài như là máy ép Promix. Đấy, nó sẽ đóng thành từng miếng nhỏ nhỏ như này. Đấy, đóng thành từng miếng nhỏ nhỏ như này. Về độ kiệt thì cũng tương đương nhau. Tương đương nhau. Đấy. Cũng khá là khô mọi người thấy không ạ? Rồi, đến bây giờ mình sẽ xem phần trong thân máy của hai máy này nhá, xem là phần trong khi mà ép ấy thì cái trục ép nó có cuộn kiệt.
À, hơi rít rồi. Mình thấy là có hiện tượng hơi rít. Rồi, ok. Đây mọi người thấy không ạ? Đấy, bên trong của máy ép Cú Vinh thì rau má là một cái loại rau mà khá là dai. Khi ép thì nó sẽ cuốn rất là chặt vào trong phần trục máy. Bên trong mọi người thấy không ạ? Trong cái vòng lọc này. Đấy, còn bám rất là nhiều. Đấy, bám rất là nhiều cái phần sơ. Đây mình lấy ra cho mọi người xem. Đấy, sơ còn ẩm ướt nha mọi người nhé. Còn về bên máy Bromix này mọi người thấy không ạ? Nó là thiết kế là trục ép ngang, cho nên là khi mà nó cuộn ngang ấy, nó đẩy cái sản phẩm nước và bã ra thì mọi người thấy không ạ? Đây bên trong cái vòng lọc đây. Gần như là kiệt mọi người ạ, gần như là kiệt. Có động lại thì một chút không đáng kể. Đấy. Động lại một chút không đáng kể mọi người thấy không ạ? Đây, nó rất là nhỏ, nó rất khít với cái trục ép. Thì chính vì vậy cho nên là khi chúng ta ép các loại rau, củ ấy thì cái máy mà ép trục ngang như này ấy, thì nó cho ra chất lượng nước nó kiệt hơn, nó nhiều nước hơn so với các cái dòng mà máy ép chậm mà trục đứng thì nó sẽ bị cuộn bám vào bên trong trục và cái vòng lọc nó nhiều hơn, cho nên lượng nước ra sẽ ra là ít hơn. Đấy, thì ưu và nhược điểm của các cái dòng máy ép chậm là trục ngang và trục đứng trên thị trường thì mình cho mọi người thấy một cái góc nhìn rất là thực tế. Đấy, mọi người có thể thấy là cái chất lượng nó khác nhau, chênh nhau về cái chất lượng nước ép là có chênh lệch đấy ạ. Rồi, để mà thực tế hơn ấy, bây giờ mình sẽ chuyển sang mình ép thêm một cái món hoa quả cũng rất là khó ép trong rất nhiều cái mô hình quán sử dụng máy ép, là món nước ép dứa. Đấy, mọi người biết là dứa cũng rất nhiều sơ đúng không ạ? Rồi, ok, mình sẽ chuyển sang mình ép dứa nhá. Bây giờ mình sẽ đi tráng hết cái máy này đi để mình ép dứa. Sau khi ép rau má thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ép dứa cho mọi người, để cho mọi người xem là cái chất lượng khi mà ép dứa với hai cái máy ép chậm này nó sẽ như thế nào. Ok, ở đây thì mình đang có hai cái đĩa dứa là 700g, mình cân hai cái đĩa dứa này thì là khối lượng gam là bằng nhau. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ép máy ép Bromix trước này. Ok, vì máy ép Bromix nó là cái trục ép ngang và cái họng nó thì tương đối nhỏ, cho nên khi mọi người ép thì mọi người phải cắt nhỏ cái hoa quả ra. Rồi, ok, mình đã ép xong về cái máy Bromix rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang là máy Cú Vinh. Cú Vinh thì ưu điểm rất lớn của máy này là cái họng. Họng cho hoa quả nó rất là lớn, nên mọi người có thể là không cần phải thái hoa quả quá nhỏ. Trục ép là trục ép đứng, cho nên là khi mọi người cho hoa quả vào nó sẽ tự cuốn xuống. Ok, máy ép Cú Vinh ép khá nhanh đúng không ạ? Rồi, ok, mình sẽ để cho nó chảy hết nước đi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang mình xem cái lượng nước ép của máy ép Bromix sau khi ép dứa thì 700g dứa thì sẽ được bao nhiêu ml nước ép. Như theo cảm quan của mình ấy, không tính phần bọt ở bên trên mọi người nhé, thì máy ép Bromix sẽ được khoảng là 450ml, không tính phần bọt nữa. Nếu mà cả bọt nó lên tầm ngưỡng 500 mất rồi.
Đấy, mình chỉ tính nguyên phần nước bên dưới thôi. Rồi, chuyển sang máy khu vinh. Mình tắt máy đi này. Lượng nước của máy khu vinh nếu mà không tính bọt thì nó sẽ khoảng là 430ml. Khoảng 430ml. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây. Đây, mình để sát vào cho mọi người nhìn thấy. 430-440 tức là nó tỷ lệ nước là chênh nhau không đáng kể. Khoảng 10-20ml, không tính phần bọt. Rồi tiếp đến bây giờ mình sẽ xem là cái lượng bã của cái quả dứa nó ra sẽ như thế nào. Đây mình sẽ mở máy khu vinh trước xem là cái bã bên trong ra sao. Wow, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Đối với máy ép mà trục đứng như này thì hầu như các loại hoa quả mà nhiều sơ và các loại rau củ thì cái phần mà bã hoa quả và rau củ ấy nó sẽ bám ở trong cái trục ép này và nó ép không kiệt là rất nhiều. Đây ạ. Mình nhắc lên cho mọi người xem. Wow, mọi người thấy chưa ạ? Đấy, đây là điểm khác biệt rất lớn. Đấy, tức là cái phần bã nó đọng ở trong cái trục ép và cái vòng lọc này rất là nhiều. Còn của máy Bromix thì sao ạ? Thứ nhất là mọi người thấy này, cái chất lượng bã này. Cái bã nó ra rất là kiệt, mọi người thấy không? Cái bã rất là kiệt. Đấy, và dài. Đấy. Mình bóp thử cho mọi người xem nhé. Yeah. Wow, mình bóp rất là chặt này mọi người thấy không ạ? Đấy. Rất là kiệt đúng không ạ? Không thấy có nước. Bên trong thì sao? Đây mình sẽ vặn bên trong ra. Thế như mình có nói ở clip trước ấy, thì là cái trục ép và cái vòng lọc nó khít nhau và nó thiết kế là trục ngang, nó thiết kế nhỏ. Cho nên là cái lượng bã hoa quả nó đọng ở trong cái phần vòng lọc này rất là ít mọi người thấy không ạ? Đây là lý do vì sao mà khi chúng ta ép ấy, cái lượng bã hoa quả nó không đọng trong này nhiều thì cái lượng nước ép chúng ta thu được ấy, nó sẽ nhiều hơn là so với các cái máy mà trục đứng. Đấy, về bản chất thì nó sẽ hơn không đáng kể nhiều đâu, nhưng mà về đường dài trong cái kinh doanh, trong mùi kinh doanh ấy, thì tính được cái lợi nhuận ấy, thì sẽ tối ưu hơn được cho anh chị rất là nhiều. Đây mình sẽ chuyển sang máy ép này, mình thử bóp cái bã này xem sao. À, mình thấy là khá là nhiều nước. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đấy, cái phần ở bên trong cái trục ép và cái vòng lọc này nó không kiệt này mọi người này. Cho nên là cái bã này mình bóp là nó sẽ ra nước. Đó, mọi người thấy không ạ? Đó. Thì mình đã ép hai cái loại mà rau củ quả rất là nhiều sơ. Mình có ép rau cần này, rau diếp cá này, quả thì mình sẽ ép dứa này. Đấy, mọi người thấy là chất lượng là rất là khác biệt và rõ ràng rồi đúng không ạ? Thì về tổng quan về cái ngoại hình và cái thiết kế của cái máy Bromix và cái chất lượng nước ép ấy thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, chất lượng nước ép sẽ tốt hơn, tổng quan về cái ngoại hình và cái thiết kế thì nó sẽ không được to và cái họng của nó không được to. Cho hoa quả vào thì xử lý ép nó sẽ mất thời gian hơn, chậm hơn một chút, nhưng ngược lại chúng ta thu được cái thành quả nó nhiều hơn. Ngược lại thêm một chút thì về cái máy khu vinh ấy thì đại đa số chúng ta ép được rất nhiều các loại hoa quả khác nhau, họng ép to, thời gian ép nhanh. Đấy, và cái lượng nước thì nó có thể là sẽ thu được là ít hơn so với cái máy ép trục ngang. Thì đây là mình chia sẻ cho mọi người để mọi người có nhìn tổng quan là mọi người nên lựa chọn cái máy nào. Nó tùy vào cái nhu cầu mình kinh doanh cái sản phẩm nước ép nào thì mọi người chọn cái phân khúc máy ép làm sao cho nó phù hợp. Mình chuyên ép rau thì mình nên sử dụng cái máy ép mà trục ngang, và mình nếu mà ép chuyên thuần với các loại hoa quả nhiều nước như là dưa hấu, dứa, táo ổi thì mình có thể chọn cái phân khúc mà ép trục đứng. Thì ngoài thị trường có rất nhiều các phân khúc máy ép chậm nó khác nhau như vậy, thì mọi người có thể tùy chọn nhé. Ok, chào mọi người.